vẫn còn nhiều bạn chưa biết về bộ môn tiêu bản này thì mình xin giải thích lại rằng là cái này là dùng là để bảo tồn lại những cái động vật đã chết để làm vật mẫu thí nghiệm hay là trứng bày bảo tàng hay là trứng bày ở nhà cho đẹp gì đấy làm gì cũng được tùm đúng từ lứa làm gì cũng phải được hết á nhưng mà nó không bao giờ hối thổi hay là phấn hủy gì đâu nha chỉ có những người không biết làm mới để cho nó bị phấn hủy hay hối thổi thôi như đầu clip đó mình có ngấm qua một cái dung dịch thuộc đấy là chống mỗi mọt và côn trùng và không bị phân hủy và đặc biệt là không phải là phục mốn đâu nhá và không độc đâu nhá thoải mái luôn chất này cực kỳ lành mạnh của nước ngoài họ gửi về mình dùng hoàn toàn bằng tay không bằng gì hết không cần phải gì hết đó cho nên là các bạn cứ yên tâm dùng nhá chỉ về trứng trong nhà chứ không cần phải lắn tắn một cái vấn đề thời gian bao lâu hứa thiệt thời gian nó cả hàng chục năm luôn ấy không phải suy nghĩ miệng là đừng để nơi ẩm ướt và kiếng được thôi cứ để nơi khô thoảng là thời gian không phải suy nghĩ đâu còn về giá cả thì cái đại giá đồng từ vai trăm đến vai triệu có thể là vài chục triệu nha dạ cái tùy theo đồ khổ và kích thước thôi còn mình vẫn có nhận làm cống Nghĩa là các bạn gửi sạc cho mình làm lại tiền cống Và mình có bạn Một số bạn nào thích cái nào thì cứ đặt hàng mình sẽ có làm bạn Bởi vì bây giờ mình đang có một cái đơn hàng lớn trang trí một cái quán Cốc theo một cái quán rượu phong cách của Tây ấy lần họ đặt tần nắm mới sạc Cho nên là mình nó sưu tầm các loại để mình làm Nhưng mà kèm theo đó mình vẫn có bạn lẻ ra cho nên là các bạn thích con gì thì cứ nhắn tin cho mình thoải mái nha. Đặt hàng một thời gian sẽ có. Và nhớ chia sẻ, thả tí và follow cho mình vậy nha.